Trời ơi, đụng công an luôn mấy dân. Quái thiệt. Tự nhiên đang chạy ông không chuyển làng mình hết hồn. Ủa số ghi anh nha. Chắc anh không sao đâu, em đi tiếp đây. Thôi đã không bắt mình đến cộng đầu mình. Trời tối chạy rất là phê các bạn. Ít xe nữa. Chạy đến giờ là đạp ga không có thắng luôn á. Lái nó thật là ghê. Ok, hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì vừa rồi thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình chạy cái chiếc xe thành bưởi trong cái tựa game Fanbus Simulator. Thì ok, hôm nay cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cái phần thiết kế của cái chiếc xe thành bưởi của cái tựa game này xong rồi. Đó, tôi ngồi tôi làm cả buổi chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì cái xe này là thường mấy xe kia tôi làm nó có một màu một hàng. Còn cái xe này phải phối màu từ lưa chứ. Nói chung là làm cũng rất là lâu nhưng mà cuối cùng các bạn yêu cầu thì mình cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Nói chung là thì rất là ok, mình thấy nó rất là đẹp rồi. Thì chúng ta hôm nay sẽ trải nghiệm chiếc thành bưởi này nào. Hôm dài thì mình đi buổi sáng không đúng không? Ok, thì hôm nay tôi sẽ chạy thử cái buổi tối cho các bạn coi. Mà buổi tối mà phải trời mưa đó, nó mới đã đúng không? Vừa lái xe mà vừa được thưởng thức âm nhạc trong cái chủ đề chuyến xe âm nhạc của mình tiếp theo đây là tập 3 đó nha các bạn. Ok, chúc tất cả các bạn nghe nhạc vui vẻ và chúng ta sẽ bắt đầu vào game nào. Vô. Ok, thì đây là cái chiếc xe thành bưởi của mình. Thì mình vừa edit xong. Đó. Thì cái chuyến hành trình của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi cái gì? Đó chết mẹ tôi nhìn nó cửa lại với cha. Đi đi đâu tôi thấy không rõ nữa. Đó, thì cái đầu xe là các bạn thấy không? Mình cố gắng mình vẽ cho nó giống cái chiếc Hyundai Universe á. Đó, mình cố gắng vẽ cho nó giống vậy thôi chứ thật ra nó không có giống đâu. Đó, thì hai bên cửa của chúng ta nè. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, hai bên xe mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi. Đó, thì mặc dù đây là cái chiếc man nhưng mà tôi cố gắng vẽ cho nó giống một chiếc Taco hay là Hyundai gì đó. Đó, đây là logo của xe thành bưởi. Thành bưởi này là sao nó không đưa cái trái bưởi vô ha. Đây là cái số của phía sau xe. Đó, cuối cùng tôi vẫn chưa bật được cái nắp sau xe đó. Phá nhìn nó cùi lự vờ lờ. Đấy, các bạn thấy trời mưa nó cái xe nó đẹp không? Và các bạn thấy những hạt mưa đúng không? Quá tuyệt vời. Đấy, bây giờ tôi mở cái cốp lên để cho người ta bỏ đồ lên đây. Con mở cốp lên mắt. Rồi. Ok, giờ mình sẽ đi chép vé với người này để cho nó lên xe. Thì hôm nay tôi cũng hơi bị cảm một xíu là trời mưa quá trời nè. Nói về trời chứ ở ngoài này cũng trời mưa nên tôi hơi bị cảm nên nói chuyện nó hơi cùi lự một tí. Đó, thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ đi Number. Bây giờ tôi sẽ gọi tắt là đi núm đi ha. Hôm nay sẽ đi núm. Đó, giờ thanh niên đầu tiên sẽ đi núm nè. Ok, lên xe luôn đồng chí ơi. Chị đâu chị? Núm lên xe luôn. Đó, tiếp theo vẫn đi núm. Lên xe luôn. Chị đâu anh? Oh, thanh niên đi tàu lao rồi, đi railway gì nè. Thôi, đi chuyến xe khác nha anh. Trời ơi, xe em đi núm mà anh bắt được cũng hay. Anh rảnh anh quá. Lên xe luôn anh ơi. Chị đi đâu chị? Oh, chị đi tàu lao rồi chứ. Dưới luôn đi. Chị đi đâu chị? Ok, đi núm đúng không? Đi lên xe luôn chị. Lên chị. Oh, nhỏ này nó mua vé. Lên. Ba thanh niên này gánh quá ha. Trời đất ơi, trong này người ta có chỗ đục mưa không đứng rộng đâu, xếp hàng ở ngoài trước mình chơi. Nói một cái mặt thôi kìa, vậy vô được đó. Mà đưa vé đây tôi kiểm tra. Cái gì hả? Mày nói cái gì vậy? À, mày đi sai mày ra đây mày đục mưa để mày chơi vậy đó hả?
Vậy anh đi đâu? Anh đi đâu? Ok. Chỉ có bà nội này chứ không, nội này chỉ là đi lộn xe thôi. Còn người ta đi đúng hết trơn rồi. Còn các bạn. Đó, bây giờ là mình lên xe thành mũi nằm. Không nữa, mình rồi. Ok, thì chào mừng anh chị đã đến với chiếc xe thành bưởi của em. Đó. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đi vào buổi tối, thì em sẽ cố gắng chạy cho nó tuyệt vời nhất có thể. Đó. Thì anh chị có cần sự hỗ trợ gì thì hãy kêu em nha. Em là tài xế của cái chiếc xe này. Em tên là Nguyễn Quý Gamer nha. Ok, bây giờ ta sẽ vào xe nào. Vô xe nào. Cái gì vậy cha? Đó, ok. À, ok, bên sẽ bây giờ mình mở một số cái ấy lên, mở wifi cho nó xài nè. WC gì nè, mở mẹ nó đi. Nhìn thấy ta. Mày là gì ta? À quên, mở TV. Mở TV coi nó đi có đúng tiếng được không. Ok, tiếp theo là máy lạnh. Máy lạnh 23 độ luôn nha anh chị ơi. Mình đi buổi tối mà mình trời mưa đó, mình mở máy lạnh cho nó lạ, cho nó mát. Đang có mình chỉnh máy lạnh luôn nè các bạn. Máy lạnh bên tài thôi. Tiếp theo là cái gì? À, mở đèn tài xế luôn đi. Trời hơi lạnh nên mình sẽ bật sưởi ấm. Thế nào sưởi ấm trời? Này hay nè. Sưởi ấm cho cái kiến đó các bạn. À, nó bị đừng có bị mờ. Rồi cái gì nữa? Ờ này là gì? Mình chỉnh máy lạnh cho mình mát thôi chứ không có gì. Rồi đèn nữa. Mở đèn lên. Gặp mưa luôn. Đó, quá đẹp. Ok. Rồi anh chị sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu chuyến xe nha. Rồi em mở nhạc cho anh chị nghe nào. Em mở nhạc cho nghe. Đâu rồi? Mở nhạc. Rồi. Tuyệt vời. Ok, mình sẽ bắt đầu đi thôi. Vào giọt nào. Ai quên thắng tay. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi nha anh chị ơi. Ủa tôi để máy cho ta. Rồi tắt máy mẹ nó giờ. Chứ để tôi kiểm tra lại cái hả. Rồi ok rồi đó. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình này nha. Tôi mới setup được cái hộp số rồi. Thì chạy nó sẽ thực tế hơn. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái ra khỏi cái khu vực này. Rồi ok. Tiếp tục rẽ trái nữa. Đó, thì về sau các bạn có yêu cầu cái nhà xe nữa thì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Thì mình thấy cái nhà xe nào mà được nhiều người yêu cầu thì mình sẽ vẽ cái nhà xe đó, mình chạy cho mấy game cho các bạn coi. Đó. Thì trong cái game này nó đặc biệt có một cái là nó chỉ có cái xe man này thôi. Còn mấy xe khác thì nó không có. Nên bởi vì mình không có mod được nhiều loại xe, nhưng mà nói chung cái xe này nó cũng đẹp rồi. Nó cũng giống cái chiếc mà Taco Mobile Home hay là xe của Hyundai Geneva kiểu. Ca cái gì ta? À mở đèn mà. Tôi mở đèn kêu tôi có đắt đi trời. Hiện tại là trời mưa rất lớn mà mình đi vào buổi tối nữa, nghe nhạc là còn gì bằng. Chiến xe đêm mà trong đêm bão tố nghe nhạc Bollywood quá đã. Ok đèn xanh rồi. Let's go. Rồi để trái tiếp tục nữa. Ở đây xanh bên này mình đi lộn lên này. Không sao đâu. Rồi chúng ta sẽ rẽ phải trước. Để ra hình như là ra cao tốc.
Trời ơi, thắng ăn lắm cha. Ấy, bây giờ vẫn tiếp tục chờ đèn đỏ nữa. Ủa sao tắt đèn vậy? Sao tắt đèn của mình khác vậy? Tôi mở lại cái đó. Lỗi chị. Rồi mở chưa? Rồi sáng chân rồi đó. Em xin lỗi chị nha. Nãy em bấm lộn cái que gì tắt mẹ nó kìa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rẽ bên phải. Để lẹ đó. Vừa chạy qua vừa rõ luôn. Không sao đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy thẳng nè. Trong thành phố nó không cho mình chạy nhanh các bạn. Mình chạy nhanh là nó nhắc nhở vậy đó. Mưa lớn quá. Trời hiện tại là nó khoảng nếu mà ở Việt Nam là cái giờ này là khoảng 6 giờ mấy chiều á. Đó các bạn đã vào được cái đường làng quê rồi, nhỏ xíu rồi thôi. Chạy xe giường nằm buổi tối vô mấy cái đường này nó mới phê, chứ chạy mà ngoài cao tốc thì nó không có gì đặc biệt hết. Để mấy đường nhỏ nhỏ là chứ chạy nó đã. Lắng lên tao luôn mấy mắt. Thì sau cái chiếc xe này thì có thể mình sẽ ra cái chiếc Phương Trang. Nó thì mình thấy một số bạn yêu cầu Phương Trang rất là nhiều. Thì chắc sau cái clip này mình sẽ ra một chiếc Phương Trang. Thì các bạn còn yêu cầu cái chiếc xe nào, nhà xe nào nữa thì các bạn hãy comment cho mình biết. Hoặc là các bạn cứ gửi hình cái chiếc xe đó trực tiếp qua cái bot chat cho mình. Cái bot chat mình có để dưới phần miêu tả các bạn. Các bạn click vào đó sẽ vô cái khu vực chat của tem Nguyễn Quý Gamer. Thì vào đó thì các bạn có thể là trò chuyện với nhau, chia sẻ các mod với nhau, hay là cần hỗ trợ gì đó thì một số admin của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đấy, rất là sung sướng rồi còn gì nữa. Vào đó chỉ không biết cái gì hỏi, anh em chỉ hết. Các bạn cứ vô vào đó gửi cái hình cho mình coi, mình cũng vẫn ở trong đó luôn. Thì các bạn gửi cái hình cho mình thì mình sẽ dựa theo cái hình đó mình thiết kế vào cái game này. Đó. Thì về sau mình nghĩ chắc mình làm, nếu mà chạy xe bus thì chắc chỉ làm các mẫu xe trong cái game này thôi. Còn FS2 thì mình chỉ trải nghiệm mấy cái xe mới khác thôi. Còn cái xe bus mà chạy trong game FS2 thì các bạn coi nó cũng hơi chát thôi đúng không? Các bạn coi trong game này thì nó thực tế hơn. Thì mình chuyên cái game này, mình chuyên về xe bus luôn, xe bus của Việt Nam á. Với lại là mình độc quyền các bài hát của Lego trong các cái series với tựa game Fanbase này. Sao vừa không nói xe tải này đây trời. Rồi, tôi sẽ rẽ phải lên trên cao tốc nha các bạn. Hết đường quê rồi. Lên cao tốc Trung Lương. Đấy. Sao em không nói. Trời hơi tối nên chúng ta sẽ chạy phanh thẳng thẳng. Cái nhìn chúng ta nó sẽ bị hơi phức tí vì cái trời tối mà.
ta chạy phải hết sức cẩn thận. Để nhớ cho đời. Tối là nhìn kiến chiếu hậu vô phương luôn, méo nhìn được nó luôn. Chỉ bây giờ chỉ nhìn phía trước được thôi. Tình hãy chôn vào thiên thu. Mưa lớn quá. Rất là phê các bạn, ít xe nữa chạy bây giờ là đạp ga cũng không có thắng luôn á, lái là cũng còn ok. Trời ơi, đụng công an luôn mấy dân. Quái thiệt. Tự nhiên đang chạy ông chiến làng mình hết hồn. Ủa số ghi anh nha. Chắc anh không sao đâu, em đi tiếp đây. Thôi đã không bắt mình đến cộng đồng mình. Ok, ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình.
tục cho đợi đèn xanh để chạy. Sao mở đèn mà nó vẫn tối luôn. Đó đèn đèn xanh này vậy? Tiếp tục của hành trình. Bây giờ mình đang vào trong khu phố các bạn. Còn khoảng 17 cây nữa thì mình sẽ đến được cái bến xe của nó. Thương những mình giả khách chưa hề yên nắng đổ. Hát hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Làng qua đây nữa sẽ bạn. Còn mà nếu mà qua bên làng bên kia là nó sẽ rẽ trái đó. Các bạn chạy xe phải đuổi. Lâu quá. Đèn nó không có đẳng cấp bằng đèn Việt Nam mình ha. Đèn Việt Nam mình còn có đồng hồ để đếm thời gian mà. Mấy đồng hồ quá liền. Rồi vô đèn đỏ đi cha. Rồi ok. Giờ mình sẽ vào thành phố rồi nè. Số đêm rất là đẹp. Bây giờ mình đúng kiểu là nửa đêm ngoài phố luôn á. Vô đây không được chạy nhanh. Vô thành phố thường là mình chạy 50 km/h đúng không? Mình chạy kiểu đó chắc tới tối mới gì vô tới mà. Mới cố gắng chạy nhanh tí. Đến được cái bến của cái hành khách này. Người đừng về cho nuôi tí thêm giờ đợi đèn đỏ để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Dạ tới bến rồi nha anh chị ơi, ai ngủ thì thức đi nha. Ủa sao tắt đèn nữa rồi nè. Gì vậy? Đã tôi nhớ tôi mở đèn rồi mà nó. Hay là mà chạy lâu quá nó có tự tắt. Hay là buổi tối mình tắt đèn cho mình phải ngủ. Ok, chạy khách nè. Để phải qua. Đây để mở đèn lên cái đó. Mở đèn lên cho anh chị sáng sáng được. Rồi. Rồi, tới nơi anh chị ơi. Giờ mình xuống xe nha. Để em mở cửa cho anh chị xuống. Đây, mở cốp lên các kiểu. Rồi, anh chị xuống đi. To. Chị cha. Xuống xe là tao đứng ở dưới lộn. Đứng đâu lên thùng rác đứng mấy chịu. Quẩy thằng điên là thiệt chất. Khổ. Em đóng cốp xuống nè. Đấy. Cảm ơn anh chị đã đi cái chuyến xe của em nha. Ok.
Đấy, như vậy chúng ta đã vừa trải nghiệm được cái chiếc xe của hãng nhà xe Thành Bưởi đúng không? Đó, thì các bạn có cảm thấy cái clip này nó hay không? Đó, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cho cái clip này, đồng thời share cái video này cho nhiều người cùng xem nha. Còn ai chưa bấm cái nút đăng ký ở phía dưới này nè, đó, ở dưới này nè, thì các bạn hãy mau bấm vào để ủng hộ mình nha. Một nút đăng ký của các bạn là động lực để mình có thể là để có động lực để ra thêm nhiều cái clip mới. Đó, thì ngoài ra các bạn nếu có còn yêu cầu cái nhà xe nào nữa thì hãy comment cho mình biết. Đó, thì hoặc là các bạn có thể là gửi về cái podcast mình có để cái link ở dưới miêu tả đó, các bạn xuống đó và tham gia vào cái podcast của team của mình và các bạn gửi cái mẫu xe đó về cho mình nha. Ok, như vậy đã kết thúc video rồi, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.